Đây là mình có 100 g tương hột, 100 g chao, vừa cái vừa nước nha, mà cái nhiều hơn nước. Vô đây 240 g nước. Rồi mình xay cái phần này nát ra nha. Rồi sau khi mình xay nát xong mình đổ vô cái nồi mình nấu lên nha. Rồi mình nấu cho cái phần chao với tương này nó sôi lên nha. Nấu cho nó sôi lên. Rồi xong rồi mình cho nó sôi kỹ rồi mình để rửa riêu cho nó hơi sắc xuống là được nha. Sắc xuống cho nó vừa ăn. Nó sắc xuống thì cái món mắm của mình nó mới ngon được nha. Rồi mình vừa hầm nó vừa quậy về nha. Hầm nó khoảng 10 phút đến 15 phút á để cho nó sắc xuống. Nó sắc xuống thì nó mới ngon nha. Mình phải hầm nó vậy đó. Rồi mình hầm cho nó còn khoảng phân nửa hoặc là hơn phân nửa xíu là nó mặn vừa phải rồi đó. Bây giờ mình sẽ nêm vô. Nhớ là chao này là chao môn nha. Chao môn thì nó mới ngon mới béo nha. Mình sẽ nêm bột ngọt cho thôi. Tại vì cái tương cái chao này nó vừa ăn rồi, nó mặn ngọt vừa phải rồi. Thì mình nêm thêm một ít bột ngọt để cho nó tăng hương vị lên. Rồi mình tắt lửa rồi nha, mình mới cho bột ngọt vô. Xong rồi mình để nguội. Để nguội xong mình mới cho thơm với lại tỏi vô nha. Thơm bầm nhuyễn á, với lại tỏi vô. Tương cái chao của mình nó đã nguội rồi nè. Mình nhớ là mình phải nấu cho nó sắc xuống vậy nha. 10 đến 15 phút cho nó sắc xuống vậy nè thì nó mới ngon. Đó. Rồi giờ mình sẽ cho thơm vô. 120 g thơm bầm vô. Rồi mình cho tỏi xay vô. Mình cho 4 muỗng cà phê tỏi xay vô nha. Có màu đẹp. Rồi mình quậy đều lên, mình cho nó ngấm khoảng nửa tiếng 1 tiếng rồi mình mới ăn nó mới ngon nha. Rồi cái phần bò lá lốt với là mình sẽ làm bằng cái thịt kho tiêu chay này nè mọi người. Tại mình ăn mình thấy nó giống như thịt bò vậy đó. Nên mình đặt mua cái này. Cái này 1 kg là 160 ngàn. Cái bịch này 2 lạng người ta đóng gói sẵn vậy nè, là 32 ngàn. Mình chỉ việc bỏ ra mình làm thôi. Ăn rất là ngon nha. Cái này là ở tiệm cơm chay Tùy Duyên bán á. Nó rất là ngon luôn, rất là thơm luôn. Cái này người ta đã ướp sẵn hết trơn rồi, mình chỉ việc mình làm nóng lại mình ăn thôi. Nhưng mà con này mình bỏ lá lốt á, cuốn vô lá lốt rồi mình mới ăn được. Rồi tiếp theo là mình chuẩn bị lá lốt nè, với lại tăm nè. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn nha. Mình để cái mặt xanh ở dưới nha. Gói hai bên vô. Này nó cuốn lại. Mình dùng cái tâm mình chiên. Rồi mình cuốn xong hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi chiên đó nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo dầu nha. Mình chiên lửa nhỏ vừa nha. Mình cứ chiên lửa nhỏ nhỏ vậy nha, cho nó chín từ từ nó mới ngon. Rồi mình chiên đến khi nó chín hai mặt nó thơm lên là được nha. Rồi mình vớt nó ra thôi chứ mình không cần phải ráo dầu đâu, tại vì cái này nó phải có mỡ mỡ thì ăn nó mới ngon nha. Khế chua với là chuối chát mình sắc mỏng ra nha. Sắc mỏng là cuốn mới ngon. Chuối mình gọt bỏ mấy cái dập dập đen đen đi rồi cắt mỏng ra.
Rồi đây là cái dĩa rau mình ăn kèm nè, gồm có xà lách nè, húng cây nè, rau quế nè, khế chua nè, chuối chát nè. Rồi mình đã cho đậu phộng vô cái bò lá lốt rồi nè, mình đã múc mắm nêm ra cái chén rồi. Bây giờ mình cho một muỗng ớt vô chén mắm nêm. Bây giờ mình ăn thử coi nó ngon không nha. Mình có bánh tráng nè, xà lách nè, húng quế nè, húng cây nè. Rồi mình cho khế chua lên. Chuối chát lên. Rồi mình cho bò lên. Bây giờ mình ăn thử coi nó ngon không nha. Quậy nhiều ớt luôn. Ngon lắm, bỏ lớp rất là thơm, khế chuối rất là ngon, mắm nêm rất là vừa ăn luôn, ngon lắm.